Liên quan đến tình hình giao thông trong những giờ làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương vào 30 tháng 4, như dự đoán, lượng người dân di chuyển rời khỏi thủ đô Hà Nội để về quê sẽ tăng đột biến. Vậy thực tế, tình hình giao thông tại các khu vực cửa ngõ đang diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Thành Đạt đang có mặt tại cửa ngõ phía Nam của thành phố để có những thông tin chi tiết. Xin chào trường quay, xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực cửa ngõ phía Nam của thành phố, khu vực Pháp Vân Cầu Rẽ. Vào cuối giờ chiều thì lượng phương tiện đổ về đây rất đông và tăng đột biến. Tuy nhiên thì lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt ở đây từ rất sớm để phân luồng cũng như là hướng dẫn các phương tiện di chuyển sao cho thật thuận tiện và an toàn. Bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng với các đơn vị liên quan mở thêm 3 làn đường hướng về các đường nhánh để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc. Theo ghi nhận của chúng tôi thì tại khu vực nút giao đường Giải Phóng Ngọc Hồi, khu vực gần bến xe nước ngầm, giao thông trong chiều nay thì có tăng về lưu lượng. Tuy nhiên thì theo đội cảnh sát giao thông số 14 thì mức tăng không quá cao, lưu lượng phương tiện chỉ tăng hơn so với ngày thường một chút thôi ạ. Và để đảm bảo không có tình huống xấu về giao thông xảy ra thì tại khu vực cửa ngõ ra khỏi trung tâm thành phố thì đội cảnh sát giao thông số 14 và lực lượng thanh tra giao thông cũng đã tổ chức tăng cường lực lượng ứng trực và điều tiết giao thông. Theo tính toán thì lượng phương tiện rời thủ đô Hà Nội có thể là sẽ kéo dài cho đến đêm muộn. Nên là cho dù tình hình giao thông ở khu vực cửa ngõ phía Nam có ghi nhận là không ùn tắc, tuy nhiên thì lực lượng cảnh sát giao thông cùng với cơ quan chức năng vẫn tăng cường lực lượng và có các phương án phân luồng cho đến 22 giờ tối nay. Xin trở lại trường quay. Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, số thu ngân sách qua các tháng đầu năm đang có dấu hiệu suy giảm nhanh. Trước tình hình này, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023. Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Văn Tuấn, tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách quý 1 năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, xuất nhập khẩu suy giảm. Thu ngân sách của ngành thuế mặc dù thu quý 1 năm 2023 đạt 31,4% dự toán, tăng 5,5% so cùng kỳ, nhưng số thu qua các tháng có dấu hiệu suy giảm nhanh, đặc biệt nếu loại trừ các khoản thu sau quyết toán và đột biến phát sinh năm 2022, nộp trong năm 2023, thì thu nội địa quý 1 năm 2023 của toàn quốc chỉ bằng 19,1% dự toán, bằng 84,6% so cùng kỳ. Trước tình hình này, Tổng cục Thuế giao nhiệm vụ cho các cục thuế địa phương phân tích đánh giá, tìm ra giải pháp căn cơ nhất, thiết thực nhất đối với từng địa bàn và khoản thu, sắc thuế cụ thể, đồng thời triển khai thực hiện tốt các gói hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó tạo ra nguồn thu cho ngân sách. Cùng với đó, ngành thuế cũng thực hiện quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ thuế, hạn chế phát sinh nợ mới, chú trọng thanh tra, kiểm tra ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu thuế như hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh chuyển nhượng bất động sản. Thưa quý vị, theo số liệu của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, có gần 36,5% trẻ em đã trải nghiệm các thông tin hình ảnh liên quan đến bạo lực trên Internet. Trong đó, hơn 13% trẻ em buộc phải tiếp xúc không mong muốn với các tài liệu khiêu dâm. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện vẫn chưa hoàn thiện để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Trước thực trạng này, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Báo Đại biểu Nhân dân đã tổ chức tọa đàm hoàn thiện pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vào sáng nay. Theo số liệu thống kê của Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD cho thấy, có 96,9% trẻ em sử dụng mạng Internet. Bên cạnh những lợi ích mà Internet mang lại, các chuyên gia cũng chỉ ra những nguy cơ xấu độc mà Internet đang hàng ngày, hàng giờ tác động trực tiếp đến trẻ em. Có rất nhiều các nội dung độc hại của trẻ em. Hiện nay trẻ em họ không thể nào gọi lọc được những thông tin đấy, biết thế nào tốt là hại. Ví dụ như thông tin về khiêu dâm này, thông tin về bạo lực này, thông tin về ma túy này, thông tin về những cái hành vi tiêu cực. Thì chúng ta thấy đâu đó có khoảng độ 15 nhóm thông tin đấy. Hiện nay đối tượng trẻ em đã trở thành cái đối tượng để mà những tội phạm hoạt động trên môi trường mạng lợi dụng để mà gây ra những cái hành vi xâm phạm và chiếm đoạt, lừa đảo về mặt kinh tế. Gần đây nhất chúng ta thấy những cái vụ việc liên quan đến là sử dụng khai thác những cái thông tin bí mật riêng tư của trẻ em để mà nhắn tin, để mà gọi điện gây áp lực rồi lừa đảo cha mẹ. Ví dụ gọi điện đến là thông báo về cái việc là con đi cấp cứu, con mua hàng online hết Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, hết thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, và chắc chắn nó còn lan tỏa đến những cái vùng khó khăn, kinh tế xã hội khó khăn nữa.
Thực tế cho thấy trẻ em thanh thiếu niên khi trở thành nạn nhân của những nội dung độc hại trên mạng thường lựa chọn việc im lặng thay vì lên tiếng, báo cáo và tìm kiếm kênh trợ giúp. Chỉ đến khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì gia đình, nhà trường, xã hội mới phát hiện thì đã quá muộn. Vừa dứt qua thì ở huyện Sơn Động của Lục Ngạn có một em đang học lớp 6 mới 12 tuổi. Và cũng từ không gian mạng và hai người là yêu nhau trên không gian mạng, cuối cùng gặp nhau và cuối cùng đi tới đến là có quan hệ, và cháu đó đã có mang thai và sinh con tại nhà tắm. Mà mẹ thì đi làm không có nhà, bố thì mải đi kiếm tiền nuôi. Hậu quả của cái vấn đề là không gian mạng mà chúng ta chưa kiểm soát được. Rất nhiều gia đình còn dè dặt trong việc chia sẻ thông tin liên quan đến bạo lực tình dục hoặc là lạm dụng khai thác, bóc lột trẻ em trên mạng. Do đó chúng ta cần định hướng cho gia đình cũng như cộng đồng nâng cao kiến thức về lĩnh vực này. Rất cần phải nhận diện một cách đầy đủ cho đến thời điểm này thì những hành vi nào là hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, những cái hành vi nào mà còn có nguy cơ có thể xâm hại trẻ em trên môi trường mạng để chúng ta quy định đầy đủ ở trong các văn bản pháp luật. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đồng thuận nhất trí cao việc sửa đổi bổ sung luật pháp chính sách về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Gần nhất là bổ sung dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 72 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và nghị định số 27 về sửa đổi bổ sung nghị định số 72 để hoàn thiện pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Thưa quý vị, dịch COVID-19 có dấu hiệu tăng mạnh về số ca mắc bắt đầu từ tháng 4 trở lại đây. Cao điểm có ngày cả nước ghi nhận tới gần 2.000 ca mắc mới. Mặc dù không đáng lo ngại vì đa phần các ca bệnh đều ở mức độ nhẹ, không triệu chứng, tuy nhiên theo các chuyên gia, với những người cao tuổi, người có bệnh nền vẫn không nên chủ quan khi bị bệnh. Bởi COVID-19 có thể làm cho bệnh nền tiến triển nặng hơn. Từ đầu tháng 4 đến nay, tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 15 đến 20 ca mắc mới COVID-19. Đáng nói, nhiều người bệnh nền nặng nhưng không hề có biểu hiện của COVID. Đơn cử như bệnh nhân cao tuổi này, trước khi vào viện, bà không hề có biểu hiện ho, sốt mà vào đây để điều trị bệnh nền. Nhưng khi xét nghiệm mới phát hiện mắc COVID-19. Bà ở nhà là không nghĩ là COVID đâu, nghĩ là bệnh nền nó cao, tuổi cao sức yếu. Thế là con cháu là đưa bà vào đây chăm sóc. Triệu chứng ở nhà thì không có cái gì. Nhưng sau khi phát hiện cái tay nó bị tê, nó tê tím, nó sưng, thì tôi ở nhà tôi chuyển đến bệnh viện là phát hiện COVID. Thống kê tại bệnh viện, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị nội trú, qua khai thác tiền sử, có tới hơn 30% người bệnh không hề có các biểu hiện triệu chứng điển hình của COVID-19, nhưng lại mắc bệnh nền biểu hiện nặng. Một số bệnh nhân chúng tôi cũng gặp thì không có triệu chứng, nhiều bệnh nền đều có tiến triển lên nặng lên, và trong những ngày tới ở trong bệnh viện đều có một số bệnh nhân thì đã phải thở oxy. Đó là những cái triệu chứng mà đã nặng hơn của bệnh. Do vậy thì mọi người đừng chủ quan với cái việc mà nhẹ mà không đi khám hay là không theo dõi tình trạng bệnh của mình. Các chuyên gia y tế khẳng định, mặc dù số ca mắc hiện tăng cao nhưng đa phần không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nên nhiều người dân vẫn rất chủ quan. Tuy nhiên, với những người cao tuổi, người có bệnh lý nền, tỷ lệ tăng nặng bệnh là rất lớn. Thậm chí COVID có thể khiến họ rơi vào trạng thái nguy kịch, vì vậy không thể chủ quan. Có những cái trường hợp tử vong tôi cho thấy là nó là bởi vì là vào những cái đối tượng mà gọi là nhóm dễ bị tổn thương, là những cái người mà già, người mắc bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, đấy, và người chưa tiêm vaccine. Và có phải nói rằng là bệnh nào cũng thế, có cái số mắc tăng thì cũng sẽ có những cái trường hợp tử vong. Chúng ta phải bảo vệ tốt những cái nhóm mà dễ bị tổn thương. Thống kê của Bộ Y tế, chỉ trong 10 ngày qua, Việt Nam đã ghi nhận hơn 12.000 ca mắc COVID-19 mới, 2 ca bệnh tử vong. Tuy nhiên, con số thực tế mắc trong cộng đồng còn cao hơn nhiều. Vì vậy, việc người dân chủ động phòng dịch và tuân thủ các biện pháp 2K của Bộ Y tế, đó là khẩu trang và khử khuẩn, vẫn vô cùng có ý nghĩa ở bối cảnh dịch bệnh hiện nay.